Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới. 30 tập luôn cập nhật liên tục những tin tức an ninh thời sự đáng chú ý trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Kính thưa quý vị khán giả, hai ngày vừa qua, mưa lớn diễn ra liên tiếp tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, khiến mực nước sông Bạch Thủy tại đây dâng cao 8,24m chỉ trong một đêm, gây ra lũ lụt và lở đất nghiêm trọng. Người dân địa phương đã quay lại cảnh tượng tiêu điều do mưa lũ gây ra, trong đó ghi lại cảnh một ngôi nhà bị sập, nửa ngôi nhà bị rơi xuống sông và xe cộ bị nước lũ cuốn trôi. Vào khoảng 5 giờ sáng ngày hôm trước, ông Du cư trú tại làng Trông Trang, quận Di Lăng, Vân Nam đã tỉnh giấc khi nghe thấy một tiếng động lớn. Khi ông ra ngoài để kiểm tra thì thấy bùn đất bị lở cách nhà ông chừng 20m và đang tràn về phía nhà ông. Ông Du kể, tôi đã đánh thức vợ và 4 đứa cháu trai rồi chúng tôi chạy ra khỏi nhà ngay lập tức. Ngay sau đó bùn tràn vào khắp nhà tôi, chôn vùi tất cả đồ đạc, thiết bị và đồ dùng cá nhân khác trong nhà. Ông Du không biết liệu có ai có thể giúp đỡ gia đình mình hay không. Ông nói, đến cuối đời, tôi cũng không thể có đủ tiền để xây một ngôi nhà khác. Bây giờ tôi chỉ đang tìm cách để sống sót. Ngày hôm qua, tờ Nhật báo Nhân dân đưa tin rằng mưa lớn tiếp tục diễn ra tại các quận trong thành phố Giao Tông bao gồm Yeseong, Yilan, Yueqin và các quận khác từ 11 giờ đêm ngày hôm trước đến sáng ngày hôm qua, lượng mưa đạt hơn 200mm. Bản tin cũng cảnh báo người dân địa phương rằng trong khoảng 12 giờ tới sẽ có mưa lớn hơn tại các quận thuộc các thành phố Giao Tông bao gồm Yangjiang, Ludian, Qingjia, Yeseong, Yilan, Yueqin, Duguan, Yalin và Yongsan. Mưa lớn có thể gây ra việc bùn lở nhiều hơn. Ngày hôm nay, CCTV, kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng mưa lớn làm mực nước sông Bạch Thủy dâng cao đột ngột và các tòa nhà gần sông bị ngập trong nước. Theo CCTV, trong một đêm, nước mưa tăng 8,24m. Ngày hôm nay, ông Liu cư trú tại thị trấn Nujie ở quận Yilang cho biết đây là trận lụt tồi tệ nhất trong hơn 60 năm qua. Tầng 1 của hầu hết các tòa nhà trong thị trấn bị ngập nước. Ông Liu cho biết rằng ông và những người dân trong làng đang giúp nhau bảo vệ đồ đạc cá nhân, bao gồm quần áo và các thiết bị dụng cụ thường dùng. Ông Zhu cư trú tại thị trấn Luwang cho biết rằng nước lũ trong thị trấn của ông sâu khoảng 1,5m. Ông Zhu cho biết nơi bị lụt tồi tệ nhất trong thị trấn của tôi là khu phố ở đường Luwang. Nước lũ ngập khoảng 2/3 đường, các cửa hàng bị thiệt hại lớn, khoảng 20 chiếc xe ô tô đã bị cuốn trôi, máy đào đất và xe tải đã bị cuốn đi hơn 10m do dòng nước lũ đổ về mạnh và bùn bị lở. Ông Zhu cũng cho biết thêm rằng điện và điện thoại đã bị cắt vào ngày hôm qua do trận lụt. Vào ngày hôm nay, dịch vụ điện thoại di động đã hoạt động trở lại nhưng vẫn chưa có điện. Ông Chen cư trú tại quận Yueqin, thành phố Giao Tông cho biết rằng nước sông ở Yueqin chảy xiết, một cây cầu đã bị sập do hậu quả của trận lụt. Ông Chen cho biết ông và những người dân trong làng đều bị mất mùa màng, lợn và các loại gia súc khác. Ông Chen nói, Giao Tông là một thành phố nghèo, nhiều người không có điều kiện sống tốt. Giờ đây người dân bị thiệt hại nặng nề do trận lụt. Chính quyền yêu cầu chúng tôi tự cứu lấy mình, nhưng bằng cách nào? Tôi không có cách nào. Đây là trận lũ lụt nghiêm trọng thứ hai xảy ra tại thành phố Giao Tông trong năm nay. Vào giữa tháng 6, quận Jiajin bị ngập lụt nặng. Theo các bài đăng trên mạng xã hội, một số người từ thị trấn Pue chỉ có thể bất lực đứng nhìn những người thân của mình bị nước lũ cuốn trôi. Tuy nhiên, chính quyền địa phương và các kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc không thông tin bất kỳ trường hợp tử vong nào. Xả lũ đập Tam Hiệp có sức tàn phá gấp 25 lần sóng thần. Thưa quý vị khán giả, tiến sĩ Vương Duy Lạc hay còn gọi là Wang Weilu, một chuyên gia thủy lợi nổi tiếng, người đã dành nhiều thời gian nghiên cứu về công trình đập Tam Hiệp mới đây cho biết, đập Tam Hiệp không chỉ không kiểm soát được lũ, mà các quan sát và nghiên cứu mới nhất cho thấy sức công phá xả lũ của đập Tam Hiệp mạnh gấp 25 lần lũ tự nhiên. Vào ngày hôm qua, trong cuộc phỏng vấn với tờ SOH, tiến sĩ Vương nói rằng ông tán thành kết luận trong một bài viết của các chuyên gia Trình Hải Vân, Cheng Hai-yun, Trần Lực, Chen Li và Hứa Ngân Sơn, Su Yin San thuộc Ủy ban Bảo tồn nước sông Dương Tử. Trong đó, bài viết kết luận rằng, sau khi đập Tam Hiệp được đưa vào hoạt động, xảy ra một loạt các thay đổi về xả lũ ở hạ lưu sông Dương Tử, hay còn gọi là sông Trường Giang. Tổng thời gian lũ tràn ở hạ lưu đập đoạn sông Dương Tử từ Nghi Xương tới Thạch Đầu rút ngắn từ 30 tiếng tự nhiên xuống chỉ còn 6 tiếng, tốc độ gấp 5 lần lũ tự nhiên và có sức tàn phá gấp 25 lần lũ tự nhiên. Tiến sĩ Vương cho rằng công trình Tam Hiệp
cứ cho là tăng hay giảm lưu lượng xuống 5.000 mét khối mỗi giây đi. Với mức độ như vậy, nó liền thay đổi bản chất lưu động của nước sông, nó tạo thành những làn sóng đứng. Nếu bạn tưởng tượng một chút, nó hơi giống một con sóng thần. Sóng của nó sẽ có cái cao, có cái rất cao, sau đó nó sẽ lao về phía trước. Bởi vì nó có độ cao nên sau khi nó di chuyển về phía trước thì tốc độ của nó gấp 5 lần so với ban đầu. Tốc độ và động năng làm tăng sức mạnh và sức tàn phá lên 25 lần. Thời gian từ nghi xương đến hạ lưu được rút ngắn đáng kể, do đó trong một thời gian ngắn làm tăng áp lực lũ ở hạ lưu. Điều này cho thấy tất cả số liệu quy hoạch phòng lũ của công trình Tam Hiệp đều sai. Tiến sĩ Vương cũng nói rằng sức tàn phá của trận lụt được quyết định bởi động năng của nó, bởi vì điều này đã được chứng minh trong trận vỡ đập xảy ra trước đó. Vào năm 1975, khi đập Bản Kiều ở tỉnh Hà Nam bị vỡ, kéo theo hơn 60 hồ chứa bị vỡ, khiến 23 vạn người chết. Đập Bản Kiều vỡ với lưu lượng lũ chảy lớn nhất là 17.500 m khối mỗi giây. Khối lượng xả của con đập Tam Hiệp tăng từ 20.000 m khối lên 45.000 m khối mỗi giây, thì việc xảy ra chuyện là bình thường. Đập Bản Kiều vỡ, tốc độ dòng chảy tối đa hơn 30 km mỗi giây, có thể cuốn tàu chở dầu đi hàng chục km. Sau khi đập Tam Hiệp xả lũ, tốc độ dòng chảy hơn 60 km mỗi giây, sức tàn phá của nó là lớn hơn nhiều so với đập Bản Kiều. Tồi tệ hơn là cách quản lý sông Trường Giang sử dụng phương pháp cũ của Đức cách đây 100 năm. Ở thượng nguồn lại xây dựng kênh rạch hóa và duỗi thẳng dẫn đến tốc độ dòng chảy nhanh hơn. Vào thời điểm đó, dòng sông bị bùn hóa và kênh mương hóa, nghĩa là dòng sông ban đầu chảy theo hình chữ S và cong, giờ lại cắt đoạn cong làm nó thẳng ra. Chính phủ Trung Quốc sẵn lòng làm như vậy. Tại sao? Nếu dòng sông được làm thẳng, sẽ có rất nhiều đất để trồng lương thực và phát triển thành phố, nhưng họ đã không thấy hậu quả. Lũ chảy ngày càng nhanh hơn và áp lực của lũ ngày càng lớn. Với xung kích quá lớn như vậy, áp lực đối với lũ hạ lưu sẽ rất lớn, bởi vì tốc độ dòng chảy càng nhanh, kè sông ở hai bên sông Trường Giang không chắc đều là kè đất. Vì vậy, rõ ràng chúng không thể chịu được sức tàn phá của lũ lụt, khiến tình hình kiểm soát lũ ở khu vực hạ lưu của đập càng nguy hiểm hơn. Tiến sĩ Vương chỉ ra thêm rằng, công trình Tam Hiệp không hề có tác dụng trong việc kiểm soát lũ, nó chỉ có thể ngăn chặn lũ rất nhỏ, chứ không thể ngăn lũ lớn. Với trận lũ 20 năm gặp một lần thì Tam Hiệp không thể ngăn chặn được. Đừng nói đến lũ lụt sau 100 năm gặp một lần, vì khả năng lưu trữ của hồ chứa Tam Hiệp được tính không chính xác. Vì Lý Bằng, cựu Thủ tướng Trung Quốc từng đề xuất vào năm 1984, tôi đã nói rằng nếu mực lưu trữ của Tam Hiệp đạt 180m, khả năng lưu trữ lũ của nó là 22 tỷ mét khối. Bạn trước tiên nên nhớ kỹ điều này, 180 với 22 tỷ. Cuối cùng, nó được phê duyệt như thế nào? Là 175 mét với mức chứa nước và khả năng lưu trữ lũ của nó là 22,15 tỷ mét khối. Bạn có thấy vấn đề không? Mức chứa nước Lý Bằng nói là cao hơn 5 mét so với con số 175, nhưng khả năng lưu trữ lại nhỏ hơn tới 100 triệu đến 150 triệu mét khối. Điều này là không thể vì họ đã tính sai. Tiến sĩ Vương tiết lộ rằng sức chứa của đập Tam Hiệp đã tính toán sai từ đầu và đó là một thảm họa lớn. Nhưng những phần tử trí thức trong chính phủ nói rằng số liệu do lãnh đạo cho phép ghi bao nhiêu, họ chỉ dám viết bấy nhiêu. Họ từ đầu tới cuối che giấu lỗi thiết kế công trình Tam Hiệp. Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ cần những tri thức có tài năng thực sự, mà quan trọng hơn là những tri thức trung thành và nghe theo đảng. Và tính toán này là sai lầm. Vào thời điểm đó, giáo sư Trương Quang Đầu, hay còn gọi là Zhang Guangzhu, người chịu trách nhiệm thiết kế công trình Tam Hiệp, đã viết thư gửi Phó Giám đốc và Ủy ban xây dựng Tam Hiệp. Ông nói rằng dung tích đã bị tính toán sai. Điều này Tiền Chính Anh cũng biết, Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang cũng biết, nhưng không thể nói với người dân Trung Quốc vấn đề này. Điều này đã được viết trong một lá thư. Ông ấy sai rồi thì sao? Điều đó có nghĩa là sai thì là sai rồi. Tam Hiệp thực sự không có tác dụng phòng lũ. Một học giả kinh tế độc lập với tài khoản Twitter đã đăng một video và nói rằng có lở đất với diện tích lớn ở thượng nguồn đập Tam Hiệp và đề cập rằng tình trạng này có khả năng khiến đập Tam Hiệp bị vỡ trong vòng 2 năm. Nếu vậy thì Vũ Hán lại là người đứng mũi chịu sào, sau đó đến Nam Kinh, Thượng Hải cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mưa lũ khiến hàng chục người chết, thiệt hại hơn nửa tỷ đô.
Thưa quý vị, mưa lũ tại Trung Quốc mới đây đã khiến hàng trăm ngàn người phải sơ tán, hàng chục người thiệt mạng và gây thiệt hại hàng tỷ đô la. Giữa bối cảnh đại dịch đang tái bùng phát và hoành hành khắp nơi, vừa qua, trang Tuổi Trẻ cho biết lũ lụt tại Trung Quốc đã ảnh hưởng đến khoảng 2,63 triệu người tại 11 khu vực cấp tỉnh. Mưa lớn buộc 228.000 người phải di rời, hơn 1.300 ngôi nhà bị phá hủy và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới hơn 4 tỷ nhân dân tệ, khoảng 566 triệu đô la Mỹ. Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc cho biết, tại khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Cục Quản lý Tình trạng Khẩn cấp tỉnh Quảng Tây xác nhận đã có 6 người thiệt mạng và 1 người mất tích sau nhiều ngày mưa lớn. Tại tỉnh Hồ Nam, ít nhất 13 người thiệt mạng trong các thảm họa do mưa và 8 người khác bị mất tích hoặc thiệt mạng ở phía tây nam tỉnh Quý Châu. Đường phố bị ngập úng ở địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Dương Châu, buộc người dân và du khách phải sơ tán trên những chiếc bè tre. Theo chính quyền địa phương huyện Dương Sóc, một điểm du lịch nổi tiếng, lũ bất ngờ đã buộc người dân và du khách phải sơ tán. Có hơn 1.000 khách sạn bị ngập đến hơn 1 mét do nước mưa, 5.000 cửa hàng bị ngập lụt và hơn 30 điểm du lịch bị phá hủy. Kể từ ngày 12, mưa lớn đã trút xuống nhiều nơi ở miền Nam Trung Quốc. Mực nước của 110 con sông ở nhiều tỉnh đã dâng lên mức nguy hiểm. Thời tiết khắc nghiệt đã giáng một đòn mạnh vào ngành du lịch của khu vực miền Nam Trung Quốc. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo mưa dông sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới ở miền Nam, tại một số khu vực của tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến, Trùng Khánh, Quý Châu, Quảng Tây và Hắc Long Giang. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.